Chào tất cả mọi người, thêm một lần nữa thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip theo một số yêu cầu của quý khách hàng có gọi qua Thiên Vụ. Bởi vì gần đây thì mình cũng hay nhận được một số thông tin, đó là khách hàng muốn là bên mình tư vấn để xem là nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm nào để nâng cấp và phối ghép cho các dòng loa di động. Đại khái như là có một số khách thì đang sử dụng là Bose M1 Pro hoặc là loa JBL MK2 hoặc là một số dòng loa di động nào đó mà âm thanh nó chưa được đạt, đang phải sử dụng những cặp mic độ này kia để mà xài tạm, và bây giờ thì muốn là nâng cấp lên để cho nó được tối ưu hơn, nó hay hơn và nó được ổn định hơn trong quá trình sử dụng. Cho nên là bên mình cũng muốn làm cái clip này để mà chia sẻ tới mọi người chúng ta là nên lựa chọn những dòng thiết bị nào để cho nó ok nhất có thể. Ok, thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, thì mình sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn. Thì trong một tuần vừa rồi đây thì các anh em Thiên Vụ cũng đã nghiên cứu và test rất là kỹ các cái dòng sản phẩm, các cái thiết bị nào, và lựa chọn ra các cái thiết bị để cho nó phù hợp với các cái dòng loa, ví dụ như là loa Bose M1 Pro, JBL MK2, rồi là dòng Electro Voice 30M, 50M. Thì bên mình cũng đã test rất là kỹ rồi, và cũng như là loa Bose L1 Pro 8, rồi Pro 16. Và hôm nay thì qua quá trình mình test một tuần vừa rồi đây thì mình đã lựa chọn ra được ba cái combo này để mà phối ghép cho những cái dòng loa chuyên cho vấn đề di động. Thì một lát ở đây thì mình sẽ cùng với mọi người chúng ta test thử cái chất âm để xem là cái khả năng và cái tối nó tối ưu đến mức cái độ nào, nó có ok hơn và cải thiện hơn được nhiều hay không. Và thực chất thì mình test thì mình cảm nhận và mình thấy được rằng là nó tối ưu hơn rất là nhiều so với chúng ta sử dụng những cái cặp mic độ, những cặp mic gọi là mic đó thì mang tính chất là giải pháp thôi, để cho mọi người chúng ta tiện lợi chúng ta di động này kia thôi. Còn nếu như chúng ta có nhu cầu hơn thì chúng ta có thể là nâng cấp lên những cái dòng này thì chắc chắn rằng thì nó sẽ tối ưu hơn. Thì sao, vì chúng ta phải thêm tiền mà, thêm tiền thì chắc chắn rồi nó sẽ hay hơn nhiều rồi đó. Ok mọi người ha, thì trước mặt mọi người đây là ba cái combo để mà nâng cấp cho các dòng loa di động. Thì trong một tuần vừa rồi thì anh em cũng đã nghiên cứu và test rất là kỹ và quyết định lựa chọn là ba combo này để chuyên sử dụng cho các dòng loa di động như mình đã vừa có nêu nêu qua đó mọi người ha. Ok, thì combo đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là dòng Jaguar S1000. Thì đối với dòng S1000 này thì những quý vị nào có theo dõi kênh của Tiên Vũ á, thì thấy từ trước tới giờ thì Tiên Vũ bán cũng khá là nhiều. Nói chung là được khách hàng đánh giá về chất âm cũng như tầm giá khá là tốt. Bởi vì dòng này thì mình đánh giá cao là cái bộ effect của nó rất là ok, rất là mượt mà. Đấy, nó có reverb riêng, delay riêng. Thì nói chung là đặc để mà chi tiết về tính năng thì ở các clip trước thì cũng đã có làm rồi, cho nên mình sẽ tổng quan qua thôi. Và thiết bị thứ hai mình phối ghép đó chính là Soundmic 599. Về Soundmic 599 cũng vậy, Thiên Vụ bán đâu đó cũng là 4-5 năm rồi. Đấy, được khách hàng đánh giá cũng khá là ok về chất âm cũng như là về cái tầm giá và cũng như độ bền mọi người ha. Đó, thì combo này thì mọi người muốn biết về thông tin rõ hơn thì chúng ta có thể là truy cập vào đường link hoặc là gọi trực tiếp tới số hotline của Thiên Vụ để được với bạn tư vấn ha. Rồi, combo thứ hai đó chính là một combo của Paramax. Thì đối với combo này thì mình phối ghép đó là một chiếc mixer số Baramax DX2500 và một chiếc Micro SM2500 Smart. Đối với dòng combo này thì là hoàn toàn là của Việt Nam mọi người ha. Nhắc đến thương hiệu Baramax thì chúng ta cũng không có còn lạ gì nữa. Thì ở clip trước thì mình cũng đã có là chia sẻ và giới thiệu chi tiết các cái tính năng và cũng như chất âm về cái dòng sản phẩm này rồi. Và hôm nay thì mình cũng muốn là phối ghép dòng này với những dòng loa di động, vì mình test qua thì thấy nó khá là ok, cho nên mình cũng quyết định là đưa cái combo này vào để mà test cho những để mà phối ghép cho những cái dòng loa di động mọi người ha. Và đây là combo thứ ba. Thì combo này thì mọi người nhìn vào thì chắc chắn là mọi người chúng ta không còn lạ gì nữa rồi, JBL QX180A và Soundmic 599. Thì đây là combo có giá thành cao nhất. Đối với combo này thì đòi hỏi những quý vị nào chúng ta có chuyên môn một xíu thì chúng ta có thể là cắm vào máy tính để chúng ta cân chỉnh này kia. Còn sau hai combo kia thì những quý vị nào chúng ta muốn cân chỉnh qua một chút này kia thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái núm cơ ở phía trước này. Nói chung là ba combo này thì được hoạt động dưới dạng tính chất tín hiệu digital cả. Đó, đều giống nhau cả, khác nhau ở chỗ là cái thao tác rồi cách chỉnh thôi.
cái này thì phải cắm vào máy tính. Chung chỉnh tay cũng được, mà chỉnh tay thì chúng ta sẽ đối với cái dòng này chỉnh tay thì nó sẽ khó hơn, nó sẽ chúng ta phải am hiểu nhiều hơn để chúng ta nhìn các thông số này này kia thì nó sẽ mất thời gian hơn. Thay vì chúng ta phải cắm vào máy tính thì nó sẽ dễ và nó sẽ cái giao diện nó sẽ rõ nét hơn so thay vì chúng ta nhìn trên cái màn hình nhỏ này. Còn đối với hai dòng này thì nó có được nhà hãng tích hợp các cái đốm chỉnh cơ ở phía trước đây thì chúng ta có thể tùy biến hơn, chúng ta có thể là linh động hơn được rất là nhiều trong vấn đề quá trình sử dụng mọi người ha. Thì cái này thì mình giới thiệu ba bộ này để quý vị là chúng ta có nhu cầu và sở thích như thế nào thì chúng ta có thể lựa chọn. Thì vừa rồi thì mình đã giới thiệu tổng quan qua ba combo này, thì đối với ba combo này thì giá cũng chênh lệch khá khá là nhiều mọi người ha. Thì đối với combo này thì giá đâu đó cũng mười mấy triệu gì đó, nói chung là khá là cao, cao nhất trong ba combo này. Và tiếp đến là cái dòng mà Jaguar ZF1000 này cũng có giá thành cũng trên chục ạ. Còn dòng này thì còn combo này có giá thành đâu đó là dưới chục một xíu. Thì chúng ta có thể là tùy biến theo cái mức cái tài chính của chúng ta để chúng ta lựa chọn combo nào để cho nó phù hợp. Còn về chất âm thì nó cũng ba đối với ba combo này thì nó cũng đâu đó chỉ là 1.8 1.10 thôi, chứ nó không có lịch chênh lịch nhau nhiều. Bản chất về âm thanh lịch nhau khoảng tầm khoảng từ 4-5% thì đó là khá là nhiều là mọi người. Còn cái này thì theo như mình test thì nó lịch nhau đâu đó cũng chỉ 1.8 1.10 thôi. Cho nên là chúng ta có thể là tùy biến làm sao để chúng ta lựa chọn combo nào cho nó phù hợp với cái túi tiền và cũng như là cái mức cái nhu cầu sử dụng của chúng ta mọi người ha. Nhớ nhé em giây phút mắt nồng tình yêu đã đến trong cơn mưa thật xa vắng rồi cho ta dòng mọi người. Thì vừa rồi thì mình đã test một lúc ba combo này phối ghép cho với là loa JBL MK2. Thì mình sẽ có đánh giá tổng quan qua một chút để mọi người chúng ta cũng có thêm nhiều cái để chúng ta tham khảo. Thực chất thì khi mình đứng ở ngoài này thì mình nghe được thực tế và mình nghe được chi tiết hơn so với là khi chúng ta nghe bằng mình thu âm trực tiếp bằng loa micro điện thoại như vậy. Thì mình sẽ tổng quan qua một xíu để mọi người chúng ta cũng được nắm. Đầu tiên là mình test đó là dòng Jaguar Z1000. Thì mình sẽ đánh giá qua một chút. Bản chất của JBL thì từ trước tới giờ thì cái độ mà độ chi tiết của nó thì chắc chắn rằng là nó sẽ không có độ chi tiết cao được như là Bose. Và khi mình phối ghép Jaguar Z1000 với JBL MK2 thì mình có cảm giác như là cái tiếng của nó không có được nét và rõ như là khi mình test với thằng Baramax. Bản chất của Baramax thì từ trước tới giờ thì từ vang số cho tới vang cơ này kia thì nhà hàng luôn luôn là các cái dạng tần số cao thì Baramax luôn luôn nấn cao hơn, có cái độ sáng hơn và rõ hơn. Cho nên là khi mình test Baramax với MK2 thì có vẻ như mình nghe cái độ chi tiết nó cao hơn, nó sáng tiếng hơn và tiếng chép của nó nghe có vẻ mượt hơn so với là Jaguar Z1000. Nhưng mà đối với Jaguar Z1000 thì mình có cảm nhận được rằng là cái bộ effect của nó hay hơn, bộ effect nó mượt mà hơn và có vẻ như nó truyền cảm hơn so với là Baramax. Rồi, tiếp đến là bộ Baramax mọi người ha. Thì Baramax thì mình cảm nhận như là cái tiếng mic thô khi được phối ghép với MK2 thì nó sáng và nó nét hơn, nó chi tiết hơn so với là khi mình ghép Jaguar Z1000. Nhưng mà cái bộ effect của Baramax thì theo như mình đánh giá thì nó thua một xíu so với là Jaguar Z1000. Thì thực chất là tiền nó cũng thua mà mọi người. Nhưng mà nó đâu đó cũng chỉ 1.9 1.10 thôi. Đó.
Baramax DX2500 khi mình phối ghép với dòng Micro SM2500 thì cái Micro SM2500 này nó cho ra một tiếng khá là dày. Thì từ trước bao giờ mình rất là thích cái dòng Micro SM2500 mà nay mới có dịp là mang về để test và để trải nghiệm, thì thực chất thì mình đánh giá dòng mic này khá là ok. Tiếng mic rất là dày và rất có chiều sâu và chi tiết. Rồi tiếp đến là JBL KX180A với 6.599, thì đây là hai cái sản phẩm mà mọi người chúng ta thường được nghe và thường được nhắc tới. Thì thằng này thì như mình đã có nói là nó có một bộ EQ riêng chỉnh cho mic và có rất là nhiều band, cho nên là mình có thể cân chỉnh chi tiết hơn. Nhưng thành ra thì khi mình trải nghiệm JBL KX180A 6.599 phối ghép với JBL MK2 thì mình có cảm nhận như là cái tiếng của mình nó, cái tiếng mic thô của mình nó mượt mà hơn và nó có chiều sâu hơn, hát cảm giác nó quyện hơn so với hai thiết bị này. Thì nói về giá thì thằng này nó chênh hai thằng này cũng khá là cao. Nói chung là về tầm giá thì chúng ta cũng rất khó là nói. Thì đâu đó mình nhận xét thì nó cũng chỉ là 1.8-1.10 so với hai thằng này thôi. Nếu như chúng ta hết sức chú ý, chúng ta nghe chi tiết thì mới phát hiện ra được cái độ khác biệt của nó. Còn hai dòng này thì nó cũng nằm ở mức khuôn khúc gọi là tầm khá là mọi người. Và hiện tại thì bên mình đang có chương trình khuyến mại tuần lễ hàng Việt cho cái combo Baramax SM2500 và DX2500. Thì quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể là liên hệ tới Thiên Vũ để được tư vấn một cách rõ hơn. Và hiện tại thì cả ba combo này đều có sản phẩm ở tại showroom cả. Thì quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể là có thời gian chúng ta sắp xếp, chúng ta ghé showroom bên mình để chúng ta thực tế chúng ta trải nghiệm thử ba combo này khi được phối ghép với những cái dòng loa di động thì cái âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Ok, cả Bose S1 Pro này kia cũng vậy. Thì đối với dòng Bose S1 Pro thì hôm bữa thì mình cũng đã có test cả rồi. Thì quý vị nào có thời gian thì chúng ta có thể ghé qua để mà test thử ba combo này với Bose S1 Pro hoặc với một số dòng loa di động khác, hoặc ở nhà chúng ta đang có loa di động gì đó chúng ta có thể mang tới. Rồi bên mình có đồ sẵn, mọi người chúng ta có thể là lấy đồ để chúng ta test thử xem là có phù hợp hay không. Đó, ok, bye mọi người ha.